nhiều hoạt động phong phú. Cán bộ chiến sĩ đơn vị đã đóng góp và với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã thăm tặng hàng trăm phần quà cho trẻ em nghèo hiếu học tại Quyền Cờ Đỏ, quận Thốt Nốt, nhà dưỡng lão thành phố Cần Thơ, đã sửa chữa một căn nhà cho một đối tượng cảm hóa giáo dục tại địa bàn khu dân cư và xây dựng một nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ đơn vị có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 100 triệu đồng. Được sự quan tâm của lãnh đạo phòng hậu cần kỹ thuật công an thành phố Cần Thơ đã trao tặng cho nhà nghĩa tình đồng đội. Tôi xin thay mặt gia đình chân thành cảm ơn quý lãnh đạo. Riêng tôi lấy niềm vinh hạnh này sẽ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của lãnh đạo phân công. Với những cố gắng nỗ lực không ngừng, chỉ tính riêng từ năm 2004 đến nay, đảng bộ phòng hậu cần liên tục đặt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh. 4 năm đơn vị giành danh hiệu đơn vị quyết thắng và 5 năm liền được Bộ Công an tặng cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.